Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta thực hiện cái bài tập này. Đây cũng là một bài tập có tương đối nhiều các hình cắt cũng như là các hình chiếu theo các hướng khác nhau. Ở đây cái biên giảng cái đế ở dưới này chúng ta thấy người ta chỉ thể hiện một nửa, tức là cái biên giảng dưới này có tính đối xứng, cho nên là người ta chỉ thể hiện trên bản vẽ là 1 phần 2 thôi. Và bạn chú ý ở chỗ này, cái hình hình cắt AA của chúng ta là theo cái chiều này, theo chiều này ở đây và nó xuống đây, nó đi ngang qua đây đó, theo cái chiều đó, cho nên là nó ra được cái hình cắt AA như thế này. Ok. Rồi, đối với bài này thì chúng ta quan sát cái chi tiết của ta nó cũng là ở dạng tròn xoay luôn. Khoảng quan sát tổng thể này. Bước đầu tiên, ta thực hiện là ta quan sát tổng thể. Khoảng quan sát thấy chi tiết của ta có hình dạng tròn xoay. Dựa vào cái hình cắt AA thì chúng ta có thể biết được cái dạng tròn xoay kết hợp với cái hình chiếu đứng này. À, hình chiếu bằng thể hiện ở dạng 1 phần 2 như thế này, ta cũng hình dung được chi tiết ta dạng tròn xoay như thế này. Và cái phần bên này chính là cái đế tròn này. Trên cái đế tròn thì nó sẽ có ba cái lỗ định vị như thế này, và nó có một cái phần cắt ở đây. Ok, tương tự mình sẽ thực hiện, mình sẽ vẽ khối tròn xoay trước. Thì ở đây mình sẽ, chúng ta quan sát thấy cái biên dạng tròn xoay này, nếu mà chúng ta vẽ bình thường bên SolidWorks thì nó sẽ hơi mất công tắp ra tắp vô một tí, nên là mình sẽ chụp chụp lại. Các bạn dùng công cụ chụp màn hình nhé, các bạn chụp lại cái phần vùng này đó, sau đó các bạn chèn vào trong SolidWorks để chúng ta đồ đồ lại theo cái biên dạng này cho nó nhanh. Nếu mà ta vẽ lại từng từng đường 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 thì nó sẽ hơi lâu một tí. Ok, cái phần chụp hình thì các bạn tự làm nhé, ở đây mình đã chụp sẵn một cái hình rồi. Ok, chọn New và rồi ở đây mình chọn mặt front luôn. Ok, tôi quan sát đây là 102 và đường này là 160, 102 và 160. Ok, đây mình sẽ dựng một cái đường center line lên trước 102. Rồi 160 thì các bạn dựng, ở đây là chúng ta đang dựng 160 này, qua đây là 80, một phần này 160. Ok, rồi ta cho này hai lần. Tương tự này cũng vậy. Rồi chúng ta quét chọn hết những đường này, chúng ta biến nó thành đường centerline. Ok, sau đó chúng ta sẽ chèn cái hình của chúng ta vào, chèn cái hình này vào. Các bạn chụp màn hình rồi các bạn cắt ra nhé, chúng ta chèn vào. Rồi các bạn vào đây này, các bạn sổ cái mũi tên phía bên này ra, các bạn chọn một tool, bạn chọn sketch tool. Rồi sau đó các bạn sổ sổ cái mũi tên đen này xuống, rồi các bạn thấy chữ sketch picture, các bạn chọn vào. Rồi ở đây thì mình sẽ dẫn tới đây, dẫn tới cái biên dạng này đó, và chúng ta cầm, chúng ta kéo, chúng ta thu nhỏ lại, ta di chuyển nó qua bên này. Ok, ta thu nhỏ biên dạng ta lại. Ok, rồi bạn tích bỏ cái lốc ra này đi, chúng ta cầm, chúng ta kéo
Ok. Rồi, tương đối rồi. Rồi, nếu mà các bạn thấy cái hình chúng ta nó đậm quá, các bạn nhấp đúp vào cái hình. Sau đó các bạn chọn full image và các bạn chỉnh cho nó mờ bớt lại. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đồ theo biên dạng của hình này rất là nhanh thôi. Ok, bây giờ mình đồ lại này. Đây là 160. Hai kéo cái này lên, kéo này xuống đây. Rồi đó, có đồ theo biên dạng này, kéo xuống đây, kéo xuống đây. Ok, tiếp tục các bạn đồ theo biên dạng này. Ta quan sát ở đây nó là kích thước chúng ta chưa cần quan trọng, bạn cứ đồ lại cái biên dạng trước đã. Rồi bạn kéo xuống đây. Ok. Đây mình kéo xuống đây luôn. Còn ta nối hai phần trên này lại nhau. Rồi. Đó, giờ chúng ta lên kích thước cho nó luôn này. Đoạn này là 38 này. Bạn nhấn Shift chọn một center line này, nhấp vào đây là 38. Quan sát trên hình vẽ nhé. Rồi đoạn này là 48. Mình kéo lên đây cho các bạn dễ quan sát này. Rồi tiếp theo, tiếp theo là 66. Theo cái đoạn này là 66. Theo đoạn này là 66. Rồi các bạn quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy này, phần này là 64 nhân cho 1.5. Thì cái đường kính trong 64 trừ đi cho 1.5 là bằng 62.5. Khoảng này. Bạn nhập vào đây là 62.5. Ok. Rồi chúng ta thấy khoảng cách của đoạn này là 16 này. Bạn nhập vào 16. Ok. Tiếp theo, đoạn này là 28 này. 28. Ok. Rồi khúc ở dưới là 30. Khúc này là 30. Ok. Rồi khúc dưới là 37. Bạn quan sát ở trên bản vẽ nhé. 37. Rồi ta thấy thằng này với thằng này là consider. Ok.
Rồi tiếp tục các bạn thấy khúc này là 5 này. Khúc này 5. Rồi khúc này là 4. Quan sát trên hình vẽ nha. Rồi. Ta thấy khúc này là 48. Bắt đây là 48 này. Mình kẹp xuống đây cho các bạn để quan sát. 48. Rồi tiếp theo đường kính phía trong này 33. 33. Ok. Rồi khúc dưới là 37. 37. Ok. Rồi bên này là 52. Ok, khoảng cách này là 16 cộng trừ 0.2. Anh nhập vào 16 cộng trừ 0.2 nhé. Rồi 16, ok. Rồi tiếp theo các bạn quan sát trên bản vẽ. Ta có thằng này là 150H8. Đây 150. 150. Ok. Rồi khúc này là 8. Rồi tiếp theo ta có đoạn này là 132. Single line nhé. 132. Ok, bạn quan sát trên bản vẽ nha. Rồi khúc này chúng ta có nè. Khúc này là 11 cộng cho 4 là 15. Enter. Rồi quan sát góc này là góc 30 độ. Trường này hợp với phương này mà góc 30 độ. Rồi đó bạn chọn thằng này với thằng này, hai thằng parallel. Ok. Cái đoạn này là 7. Ok. Rồi tiếp sau nữa, các bạn cho thằng này với thằng này coincident hàng. À không phải, trùng nhau. Ok. Rồi chúng ta cho thằng này với thằng này là nhiêu đây? Ta quan sát hình vẽ nha. 80. Ok. Rồi tới những thằng nhỏ nhỏ phía trong này chúng ta quan sát kích thước nó như thế nào đây. À chúng ta thấy đoạn 45 chưa? Đây đoạn 45 này các bạn. 45. 45 là khoảng cách từ đây xuống mép, mép dưới. Okay, chúng ta cho ở đây 45 này. 45. Ok. Còn thằng này là 7. Luôn. Ok, vậy là xong. Vậy là chúng ta đã làm xong được cái viên dạng để chúng ta revolve, đúng không? Rồi. Sau đó chúng ta nhấp đúc vào màn hình để out ra. Rồi sau đó các bạn tích vào đây, các bạn stretch cái này đi. Stretch cái viên dạng hình đi. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiến hành revolve thôi. Rồi chúng ta chọn đường center line như nó. Rồi xong, vậy là viên dạng revolve chúng ta xong này. Vậy là cái khối đầu tiên chúng ta là cái khối cơ bản này, khối tròn xoay cơ bản này là chúng ta đã dựng xong rồi này. Đó là cái khối đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn dựng cái viên dạng. Đây thì mình nên dựng cái nào dễ trước nhỉ? Rồi ok, mình sẽ dựng cái viên dạng thành này trước đi, hình tròn này trước, hình tròn này trước. Rồi ok, ta quan sát này. À đoạn này nó cách 110 là mép ngoài đúng không? Mép ngoài bạn quan sát dưới này nữa. Ở đây là cái thành này là dày 20 ly, và cái thành ở đây nó có hai đường tròn. Và cái đường tròn lớn thì nó là 5 dày 5 ly. Đây chúng ta thấy phi này, phi 150 và phi 147. Ok.
Rồi bây giờ thì mình sẽ hãy ra thực hiện ở mặt phẳng này đúng không? Rồi các bạn giữ nhấn phím Ctrl các bạn kéo ra. Đó, offset ra một đoạn 101. Ok. Rồi chúng ta quan sát cái tâm của nó. Cái tâm của nó cách với lại cái mép dưới này, chúng ta thấy hai thằng này là ngang nhau này. Ta thấy nó cách nhau đoạn là 82 này nhá. Ok. Các bạn chọn đây các bạn, phần 8. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ 150 và 147 đúng không? 150 này. 50. 147. Rồi sau đó các bạn lấy cái thước từ đây tới đây, tới mép này 82. Ok. Rồi sau đó các bạn chọn này với này, các bạn cho thẳng hàng đi. Ok, vậy là xong. Đó, chi tiết chúng ta như thế này. Ok, mình hai cái plan này đi. Rồi giờ chúng ta hãy chút. Đây mình chọn biên nhạc trong thôi nha. Biên nhạc trong. Biên nhạc trong, biên nhạc này. Ok, hãy rút ra mình đoạn 20 này. Ok, rồi tiếp tục ta chọn sketch này, chúng ta là extrude. Bây giờ chúng ta sẽ extrude cái mặt ngoài thôi, sổ này xuống, tắt này đi. Các bạn chọn mặt ngoài, các bạn extrude vào cho mình đoạn là 5. Ok, rồi xong. Đó, bên dạng chi tiết ta nó hình dạng như này. Rồi những cái lỗ này chúng ta thực hiện sau nhé, không quan trọng. Nó đơn giản, ta thực hiện sau. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái biên dạng này. Biên dạng này thì đơn giản ta chọn cái mặt phẳng dry để chúng ta vẽ lại biên dạng này thôi. Ok, giờ chọn mặt phẳng dry. Ok, 8. Rồi để dễ thì các bạn hiển thị dạng khung dây lên cho nó chúng ta dễ quan sát. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại cái biên dạng đó. Ok, mình cho này xuống một đoạn là mấy nhỉ? Bạn quan sát cho hình vẽ nhá, 5 ly nhá. Rồi 5 ly này. Đó. Rồi. Ngang ra, vẽ một đường thẳng ngang ra đây. Ok, bắt lên đây thì đây là 50. Bạn quan sát trên bản vẽ nha, thông số trên bản vẽ nha. Rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo thẳng một đường lên luôn. Kéo thẳng một đường lên đây. Ok, bạn bo cho này góc là 30 độ này. Ok. Rồi. 30 độ. Rồi phần ở dưới. Rồi biên dạng này xong, ta phần vẽ thì tìm được biên dạng này luôn. Đây chúng ta nên cho thằng này thành đường centerline đi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta quan sát này, cái đường bên dưới. À, cách mép 45. Cách mép dưới là 45. Rồi các bạn vẽ đại một đường ra đây đi. Rồi các bạn ràng buộc cho nó ở đây là 45 này. Rồi sau đó các bạn sử dụng lại offset. Offset, chúng ta offset thằng này. Đây là mấy nhỉ? 7 ly. Ok, 7 ly.
Ok. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cắt trim đi, trim này đi, trim cả thằng này luôn. Ok. Rồi sau đó các bạn nối hai thằng này lại. Đây. Đây thì các bạn cứ kéo thoải mái đi. Ở đây mình cho kéo ra đây luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một đường thẳng lên đây nè. Nối hàng này lại. Ok, sau đó các bạn trim trim này đi. Ok. Vậy là xong rồi. Rồi. Chúng ta bắt kết thúc ở đây, mình cho đen đi. Ok. Còn khoảng này xíu nữa mình sẽ sử dụng viên dạng keyframe để mình cắt bỏ nó. Ở đây thì mình sẽ vẽ thêm nhé, mình sẽ vẽ thêm cái viên dạng này luôn. Để tí nữa chúng ta trút cắt một thể luôn. Đây mình sẽ vẽ luôn cái viên dạng cắt bên trong này luôn. Để tí nữa chúng ta trút xong ta trút cắt luôn thì nhanh. Rồi ok. Giờ chúng ta quan sát này. Thành và kéo cái này vô trong tí cũng được. Ok, rồi cho các bạn này. Tạo cho mình cái thành. Thành ra đây. Ra đây. Rồi sau đó các bạn dựng lên đây. Ra đây. Xuống đây, ta về lại đây. Ok, chúng ta lên cái thước này, khoảng này ra tới mép ngoài này là 7 ly này. Quan sát này. Rồi chúng ta cho thằng này bước này parallel này. Đó. Rồi tiếp theo cho các bạn sát thấy thằng này với thằng này coincident này. Góc này coincident trùng nhau. Ok. Rồi. Ở phần này nó không cho chúng ta kích thước thì chúng ta cứ để ở một khoảng tương đối thôi, không nhất thiết là chúng ta phải chính xác. À, khoảng này nó cho chúng ta kích thước ràng buộc từ trên xuống này. Bạn quan sát trên hình vẽ là 116 đó. 116 rồi các bạn kéo này vô. Rồi khoảng đó là ok rồi. Rồi sau đó các bạn kéo này. Rồi sau đó chúng ta sẽ fillet cái đoạn này là R24. Rồi ok. Rồi đoạn này chúng ta cũng fillet R24 luôn cho nó đẹp. Rồi để xong với nhận này. Rồi ok. Chúng ta kéo vào cái trong một tí đi.
Rồi ta lên kích thước đoạn này luôn đi. Dù trong bản vẽ không thể hiện nhưng mà mình cứ lên đại là 3 đi ha. Ok. Rồi tiếp tục. Đoạn này ta bỏ đoạn fillet đi. Ok, đoạn này ta bỏ đi. Cho hai thằng phần sẽ được. Kéo đầu tiên. Ok. Rồi tiếp theo các bạn dựng luôn cái viên nhận cắt ở phía dưới luôn. Viên nhận cắt phía dưới này. Rồi ta cho dựng vào đây luôn cũng được, không có vấn đề gì hết. Ta nối thẳng vào đây luôn. Ở đây ra đây. Rồi sau đó các bạn lên đây. Rồi lại xuống. Rồi qua. Rồi, đây rồi. Rồi ở đây chúng ta quan sát ở trên hình vẽ, chúng ta thấy đoạn này nó sẽ consider với lại là nó consider với lại đoạn này. Ok. Rồi chúng ta sẽ cho thằng này bước này là 15 độ này. Các bạn quan sát trên hình vẽ nha, hình vẽ nó có thể hiện đó. Rồi chúng ta cho thằng này parallel. Ok, thằng này với thằng này trùng nhau. Ok. Rồi thằng này bước này là 7 ly. Ok. Rồi còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không nhỉ? Chúng ta quan sát nào quan sát trên bản vẽ còn cái gì nữa không? À, nó trùng với lại đường phía dưới. Đây thằng này nó ta xóa nó đi. Thằng này nó trùng với đường phía dưới. Ok. Rồi vậy là xong rồi. Tương đối là như vậy. Ok, chúng ta thoát ra này. Đó, bây giờ chúng ta nó như vậy rồi, chúng ta chuyển qua cái chế độ nhìn xếp. Ok, bây giờ mình sẽ rút này. Các bạn quan sát ở đây trên cái hình chiếu này. Đây. Giờ các bạn phải có khả năng nhìn được hình chiếu cắt nhé, theo hướng cắt AA này, là theo hướng cắt AA thì hướng cắt này thì là hình chiếu này. Rồi bây giờ các bạn quan sát hình cắt BB này, hướng cắt này, hướng cắt này, khi mà qua cắt qua thì nó sẽ có hình này, thì các bạn thấy được là khoảng extrude của nó là khoảng 55 này này. Đó, các bạn phải hình dung ra được nó là khoảng extrude, là khoảng extrude đoạn là 50-55 nhá. Rồi bây giờ các bạn chọn sketch của extrude. Rồi đây mình chọn cái biên nhận ngoài, biên nhận ngoài thôi, tích bỏ này đi, cho chúng ta chỉ chọn biên nhận ngoài thôi. Ok, các bạn chọn hết đi. Rồi 55, bạn nhập vô 55. Đó, và các bạn sổ này xuống, các bạn chọn nip plan để lấy đối xứng qua. Rồi ok, 55 xong đúng không? 55. Rồi sau đó các bạn chọn lại biên dạng này, các bạn extrude cut cho mình. Như extrude cut nhiều đây. Đấy, các bạn quan sát này. Thành 6 ly,
nhá. Thành 6. Thành 6 tức là 12. 12 lấy 55 trừ 12 là mấy nhỉ? 55 ta trừ đi 12. Trừ 12 là 43. Ok. Các bạn chọn đây. Chọn đây. Rồi sau đó các bạn viết plan lấy đối xứng. Ok. Rồi đó, chúng ta thấy biên dạng ta cắt này. Nó cắt rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta phải phá bỏ những cái phần nó lẻ vào bên trong như thế này. Đúng không? Rồi giống như cái video đầu tiên chúng mình đã chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta xử lý rồi. Control 8 và chúng ta sẽ hiện chế độ không dây lên. Và ta sẽ đổ lại những cái thằng phía bên trong thôi. Đầu tiên mình sẽ tạo một đường satellite trước. Đường satellite trước. Rồi. Sau đó mình sẽ đổ lại này. Đổ lại những thằng bên trong thôi nhé. Bạn chỉ đổ lại những thằng bên trong thôi. Bạn nhấn giữ control nhé, nhấn giữ control. Đó, chúng ta đổ lại những cái biên dạng này. Rồi gần với SDT. Rồi ok. Sau đó các bạn sẽ xóa bỏ những cái thằng mà nó thừa đi. Thằng không cần thiết. Ok. Rồi nó cắt bỏ những phần thừa này đi, không cần thiết. Rồi đây mình nối hàng này lại luôn. Rồi. Xóa luôn. Xóa này luôn. Xóa bỏ phần này. Ok. Rồi vậy là xong. Đây mình cho nó trùng nhau luôn. Đây đường này luôn. Không chúng ta sẽ bắt kích thước vô đây cho nó. Cho đen luôn cho nó. Ok. Rồi sau đó các bạn ở đây mình chưa nối hàng này lại. Rồi chọn đây, ta chọn đường phân cấp hết luôn. Rồi ta hiển thị ra chế độ xếp quan sát. Ok, phần lẻ nó cắt bỏ hết rồi. Rồi xong rồi.
Rồi thì đó là mình đã xử lý xong cái khối viên khối này rồi, giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn với các bạn thực hiện cái phần phần nào nhỉ. Rồi phần khó nhất thì mình thực hiện luôn nha. Ok, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để các bạn đọc cái hình chiếu cắt A này. Ở phần này là khó nhất đây. Rồi các bạn quan sát hình cắt AA này, cái đường cắt của nó, đường giao cắt là cái đường nó đi vuông góc xuống, xong nó đi ngang qua. Đó thì hình cắt AA nó thể hiện ra một cái biên dạng cắt như thế này. Đó, biên dạng cắt như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ở trên mặt phẳng plane. Vẽ trên mặt phẳng plane nhé. Ta sẽ vẽ trên mặt phẳng plan đây để chúng ta coi tôi vẽ trên mặt phẳng nào. À, đầu tiên thì chúng ta phải đây hướng nhìn D, đây hướng nhìn D, nhìn từ dưới nhìn lên thì chúng ta có nhìn từ dưới nhìn lên. Đây, từ dưới nhìn lên thì nó có biên dạng này. Thì đầu tiên chúng ta phải vẽ cái biên dạng này trước. Sau đó chúng ta mới vẽ được cái phần này. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý cái phần này trước này. Phần đó thì các bạn chọn vào đây các bạn vẽ này. Chế độ 8. Ta hiển thị chế độ không dây lên xem sao. Thôi. Ở đây mà ta hiển thị chế độ không dây thì nó sẽ rất là rối. Rồi chúng ta quan sát trên bản vẽ kích thước của nó là 87 đúng không? Rồi 87. 87 nhân cho 2. Ok. Rồi. 87 nhân 2 mà đường tâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hai cái đường tâm vào đây. Hai đường tâm vào đây. Rồi các bạn tạo một cái đường center line để chúng ta bắt đối xứng cho nó nhanh. Nhấn giữ control và chúng ta chọn symmetry. Ok, mấy cái này chúng ta cho ok đối xứng hết rồi. Rồi mấy cái này các bạn lên kích thước cho nó này. Các bạn nhìn như mà R13 là 26. Ok, khoảng này là 27. Ok, ở đây nó có hai cái lỗ phi chính nhá, nó có hai cái lỗ phi chính thì mình sẽ làm sau, mình sẽ vẽ sau hai lỗ phi chính thì mình sẽ vẽ sau vậy. Rồi à, bắt nó vào đây luôn, bắt nó vào đây. Rồi chúng ta bắt nó ở đây là bắt tiếp tuyến. Tương tự này cũng thế, tiếp tuyến. Rồi các bạn đổ lại đường này. Rồi phần lẻ các bạn cắt bỏ. Cắt bỏ. Cắt luôn, cắt luôn. Cắt luôn. Này. Đường line rồi các bạn bắt tiếp tuyến mà. Tiếp tuyến. Này tiếp tuyến rồi. Rồi mình cắt bỏ phần trong, cắt luôn. Trong. Rồi ok. Rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta extrude xuống, đoạn này chúng ta extrude xuống cái thành này, nhấp nút vào đây. Ok. Rồi xong. Ok nhỉ. Rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta mới triển khai những cái lỗ. Đây những cái lỗ này bên hông này. Ta thấy này, phi 17 đúng không? Phi 17 đường chia là 115.
Các bạn chọn đây, các bạn vẽ luôn cho mình. Ctrl 8. 115 đúng không? 115 enter. Rồi. Đây là những cái lỗ, các bạn quan sát thấy là lỗ phi 17 nhá. Ba cái, mỗi cái 120 độ. Phi 17 ok. Rồi sau đó các bạn cycle button, bạn chọn vào đây là 3. Bạn xóa này đi. Chọn lại cái point đây. Ok, nhấp nút vào. Rồi sau đó các bạn cắt đi. Ok. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là hai cái lỗ phi 15. Hai lỗ phi 15 đúng không? Ok. Rồi bây giờ các bạn quan sát ở trên bản vẽ này, là các bạn thấy biên nhận cắt này, nó chính là nó cắt ngang qua hai cái lỗ này. Hai lỗ này nó sẽ đồng tâm với cái biên dạng mà chúng ta đang tạo ở đây này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tạo biên dạng này trước, sau đó mình cắt nhá. Tạo biên dạng này trước, sau đó mình sẽ cắt. Rồi biên dạng này là bao nhiêu, biên dạng này tạo ở đâu, tạo như thế nào? Ok, bây giờ mình chọn mặt drop plan để mình tạo luôn này. Nó 8. Rồi mình hiển thị chế độ khung dây lên để cho quan sát luôn này. Đây nó có biên dạng là biên dạng. Rồi chúng ta tạo ra đây này. Cho zoom to lên để chúng ta quan sát. 7 ly, cách mép 7 ly. À. Được rồi, bật lại chế độ shape nào. À, ở phần ngoài này chúng ta chưa cắt. Đây mình chọn nó hơi bị thiếu rồi sao nhỉ? Hình như mình chọn thiếu. Đúng rồi. Mình vẫn chọn thiếu cái bề này. Bề này. Ok. Rồi. Đó. Giờ chúng ta sẽ vô đây. Rồi chúng ta hiển thị chế độ khung dây lên. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái biên dạng này. Đúng không? Ta vẽ biên dạng này. Ta vẽ biên dạng đó, nó bắt lên đây cho này. Rồi bạn tạo cho mình một cái đèn. Ok. Đây ok. Rồi. Phần này chúng ta sẽ tạo sau đi. Bây giờ mình sẽ đục hai cái lỗ. Hai cái lỗ phi 9 luôn đó. Nên các bạn quan sát hai cái lỗ phi 9 này mình đục luôn rồi. Để cho ta dễ quan sát. Ok, bây giờ mình sẽ đục luôn hai lỗ. Hai cái lỗ phi 9 ở trong này luôn.
Rồi mình sẽ cho nó cắt lên một đoạn là 15 đi nhé, 20 đi chẳng hạn. Rồi ok, mình cắt lên vậy đó. Rồi sau đó mình mới vô đây mình tả 28 đó. Rồi bây giờ có biên dạng này chúng ta sẽ dễ, biên dạng lỗ thì chúng ta sẽ dễ xử lý phần trên này hơn. Rồi các bạn tạo cho mình ngay đây, đây xuống đây. Rồi rồi sau đó các bạn xuống đây. Qua đây. Xuống. Rồi ta quan sát. Xuống đây. Rồi qua lại đây. Ok. Chúng ta có một cái cung 10 ly như thế này. Rồi, ở đây mình tạo ra hai cái đường center line để bắt ra, bắt nó tiếp tuyến với cái đường này. Ok, bây giờ mình bắt tiếp tuyến, nó cũng này tiếp tuyến này. Rồi nó cũng này tiếp tuyến này. Rồi chúng ta kéo qua đây. Rồi chúng ta quan sát cái tâm của nó này, cái mép này. Quan sát trên hình vẽ này, 4.5 và 8 này. Cái tâm này nó không có bắt tiếp tuyến với này. Rồi các bạn sửa này thành 8. Rồi các bạn xóa này đi, sửa này vô đây là 8. Rồi phần kia trước chỗ này nó không cho mình nhiều lắm đúng không? Ok. Khoảng này là 14 nha các bạn. Quan sát trên bản vẽ khoảng này 14 á. Ra đây ngắm thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể cho đây một đoạn là 0.5 đi ha. Rồi ok. Những phần này thì nó không quan trọng, nó có thông qua cái lỗ về lỗ tròn bên này là được rồi. Lỗ tròn này là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ luôn hai lỗ tròn này cách nhau 25 đúng không? Cách nhau 25. Rồi ok, biên dạng này xong rồi đó, mình để im đó. Rồi mình chuyển qua dạng shape này. Ctrl 8. Rồi chúng ta sẽ lấy lại cái đường chia là 115.
5. Ok, rồi các bạn cho nó thành đường center line. Các bạn quan sát hai cái lỗ, hai lỗ này là phi 15, cách nhau 25 đúng không? Rồi các bạn quan sát này. Phi 15 cách nhau 15. Rồi, đó mình vẽ một cái đường center line để bắt đối xứng. Symmetry. Ok, 25. Ok, cho chúng ta rút ra. Bây giờ chúng ta rút ra. Bây giờ mình rút cái này trước nhé. Và chúng ta coi thông số rút bao nhiêu này. Ở đây các bạn thấy 7 ly này. Vậy là chúng ta rút từ mặt drive line phải cách ra 3.5 đúng không? Rồi tiếp theo là thành này là thành 6 hay 7 đây. À 7 ly, mép này, mép thành này 7 ly. 7 ly đúng không? 7 ly. Vậy thì ở đây là 7 mà à ta lấy 55 ta trừ đi cho 14 thì là được mấy nhỉ? 55 trừ 14 à 41 đúng không? 41 mà ta chia cho 41 chúng ta phải trừ đi một đoạn 7 chia 2 17 à, vậy là đoạn này là 17 nhá. Ok, chúng ta chọn đây, chúng ta chọn extrude cut này. Rồi offset ra một đoạn là 3.5. Ok, ra một đoạn 17. Ok chưa? Ok. Rồi, sau đó cái này chúng ta mirror. Mirror qua mặt nào, mặt right. Ok. Rồi chúng ta bật chế độ khung dây lên, ta quan sát xem sao. Tương đối đúng nào. Ok. Rồi tiếp theo. Cái 12 này đi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì mình sẽ tạo cái đế ở dưới này. Ta thấy bốn cái chân đế này này. Ok, bây giờ mình tạo cái đế này, dài 13. Dài 13 ly. 14.5. À tức là nó cách mép. Ok, bây giờ mình sẽ làm chân đế này. Chân đế này chúng ta coi cái đường kính vòng chia nó là bao nhiêu đây nhỉ? Đường kính vòng chia à 175 này. 175. Rồi cách nhau 120 độ. Ok. Nằm ở phía này đúng không? Nằm ở phía này chúng ta chọn mặt này, chúng ta vẽ luôn đi. Cần chúng ta rồi,
175 175 centerline. Rồi. Rồi chúng tôi quan sát hai cái mặt này nó cách nhau 120 độ này. Rồi đường này là đường tròn bao nhiêu đây nhỉ? Ok, bây giờ mình dựng nào. Mình sẽ dựng trước thông số bài này nó cho hơi bị thiếu một tí. Mình muốn trình bày để chia sẻ với các bạn cách đọc hình chiếu thôi. 175 FF ra đây chả có ý nghĩa gì cả. R14 14. Rồi bây giờ các bạn cho đây hai cái đi. Đó, rồi chúng ta chọn đây. Rồi ở đây các bạn cho là 14 này. Và 28. Bạn chọn bên ngoài. Rồi. Chọn tâm mirror qua kia đi. Ta quan sát đây nó bắt thẳng lên như này luôn à. Quan sát xem sao. À, nó bắt nối đây. Ok, bạn chọn đây. Chọn vô đây. Chọn tiếp tuyến mà. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái đường trong này đây. Tiếp tuyến với nó. Rồi sau đó chúng ta cắt bỏ phần trong này đi. Rồi tiếp tục. Chúng ta vẽ một cái đường tròn phía trong này. Đường tròn phía trong này hình như nó không cho chúng ta kích thước. Ok, không cho thì chúng ta lên đảo cái kích thước nào đó đi.
bật center line lên, quan sát xem sao. Hai mép này thì nó ở giữa đó. Ok, rồi tương đối là như vậy. Sau đó chúng ta sẽ dựng một đường center line bên ở đây, chúng ta bắt phần này đối xứng với bên kia. Rồi các bạn cho thằng này bên này là 120 độ. Đó. Rồi. Đây chúng ta cũng hoàn toàn để quét hết bọn này. Chọn này chúng ta mirror vào đây luôn. Ok. Rồi. Đó. Rồi, kiểm tra nó như vậy. Rồi đây chúng ta quan sát này, cách mép là 1.5 ly. Như các bạn chọn đây, sẽ chút. Ok, tự chọn chúng ta. Rồi bạn cho lên 13 ly. Chúng ta sẽ offset lên 1.5 ly. Được lắm. Ok. Rồi. Là chân đế chúng ta ok rồi đó. Rồi chúng ta có 4 chân đế ok. Và bài này khá là dài. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ cắt phần ngoài này này. Hình chiếu hướng nhìn. Cái này là hướng nhìn nhưng mà hình chiếu nhé. Hướng nhìn C vào. Ok, đây là 65 và 15 được 6. Cắt vào 7 ly. Các bạn chọn đây. Control 8. Rồi bây giờ chúng ta dựng ra một cái đường tròn phi 65. Phi 65 này. Ok. Dựng ra luôn một cái tròn đây. Đây. Dựng ra đây. 15 này. Ok. Ta xóa bỏ rồi. Ok, ta chọn hai này, ta fix lại luôn cho rồi, cho nó nhanh. Ok, rồi R6, các bạn chọn đây. Rồi chúng ta out ra. Rồi chúng ta cắt nó vào gọi là 7. 7 ly. Là nó vừa giao phần cắt trong kia. Ok. Rồi, vậy là chi tiết chúng ta sơ bộ là như vậy. Bây giờ có một số chỗ chúng ta fill led 4 hết. Ta sẽ tiến hành fill led một tí. 4 này. Những cái fill led mình luôn thực hiện ở bước cuối cùng. 4. 4 đâu nữa nhỉ? 4 đây. Rồi 4 đây nhá. Rồi, xong. Xong đi nhỉ? Chi tiết chúng ta còn cái gì nữa không? Quan sát xem sao còn cái gì nữa không. À, phần này là 7, chúng ta vô đây chúng ta chỉnh lại sketch cũng một tí. Ta
quan sát lại xem sao. 14 hàng phần này 7. Đó, bạn cho con này là 7 này. Rồi. Ok. Rồi, đó chi tiết của ta. Sơ bộ nó là như vậy. Rồi, vậy là xong đúng không? Còn gì nữa không ta? Còn gì nữa không nhỉ? Ok, chúng ta sơ bộ nó là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ lưu nó vào, mình sẽ xuất thử hình chiếu để chúng ta quan sát xem sao. Chúng ta kiểm tra cái, chúng ta kiểm tra kết quả. Đúng rồi đấy, top luôn là đề số 2. Ok, chúng ta chọn new. Chọn đây cũng được. Rồi, đầu tiên là hình chiếu bằng. Một nửa hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng. Hai cái tai nó ở đây đúng không? Đây. Chiếu bằng đây. Đây tỷ lệ chưa được hợp lý. Đây mình sẽ cho lên tỷ lệ 1:2. Ok. Rồi hình chiếu bằng chúng ta đang bị ngược chiều một tí. Bạn quan sát bên này này, chiều thành tròn nó quay về đây. Thì chúng ta phải quay này một góc là 90 độ cùng chu kim đồng hồ đúng không? Ta nhập trừ 90 apply. Ok. Rồi, tiếp sau đó là gì nhỉ? À, cái này chúng ta buộc lòng. Buộc lòng chúng ta phải hai lên để thì chúng ta mới hiển thị mặt cắt được. Cắt bó hình tròn thì được. Ok, bây giờ mình sẽ hiển thị cái mặt đường cắt này. Thì để thực hiện cái đường cắt này thì các bạn phải tạo một cái sketch gồm những cái đường line này, sau đó các bạn mới cắt được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ở đây là một cái đường cắt giống như viên nhận này. Mình sẽ tạo viên nhận giống như viên nhận đó. Ok, bây giờ mình chọn sketch này, chọn line này, bắt tâm view đây qua đường tròn, bắt vô đây này, rồi ta di chuyển xuống ta rê vào cái đường tròn để nhau bắt tâm ra. Ok, bắt ra đây luôn nữa. Ok, là xong. Rồi, sau đó các bạn chọn những cái đường line này, những chữ control. Ok. Rồi, chúng ta chuyển qua view layout, chúng ta chọn session view. Free. Ok, xem sao. Ồ, hình như nó đang bị ngược
hướng nữa nhỉ. À đúng rồi, bạn chọn direct, ok rồi, nó quan sát tương đối ổn đúng không, tương đối ổn rồi, ok vậy là xong một cái, ok đúng không, ok tương đối ổn rồi. Tiếp tục là hình BB, hình BB là hình ngay tâm của thằng này đúng không, ngay tâm của thằng này thì ở đây ta cắt luôn bằng cái này, chọn vô đây này, đây tích cắt BB. À, một chiều là đủ chiều rồi, ok ok ồ có vấn đề, mình cắt BB này đang có vấn đề, quay lại xem lại. À hai hình tròn ở đây mình chưa cắt nhỉ, mình vẽ rồi mà đúng không, à đây hai hình tròn này mình lại chưa cắt, à, chọn đây các bạn cắt vào, cắt vào một đoạn là 20 xem sao này, ok ok rồi các bạn chuyển qua lại bên này xem sao, ok nhưng mà cái phần ủ phía trên hình như chúng ta đã kéo nó dài quá, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại phần này là phần này này các bạn này, phần này rồi sửa lại từ kết này phần thứ 8, ta sẽ xóa bỏ này đi, chung xóa vẫn chưa được, ta xóa cái này rồi chúng ta cho nó trùng cái này, cần con dét lại ta bỏ này luôn, rồi bạn cho hai nó trùng nhau, ok rồi chúng ta quay lại bên bản vẽ chúng ta coi xem sao, rồi ok đúng không, ổn đúng không, ok rồi tiếp theo là gì, theo là hình chiếu E, hình chiếu E, hình chiếu E là cái hình chiếu E là hình chiếu này đúng không, chiếu ngang qua đây, ngang qua đây rồi, ở đây bây giờ mình muốn cắt bỏ hình chiếu bằng một nửa đi, cắt bỏ hình chiếu bằng vậy chúng ta cứ ok, chúng ta cứ để im đi, rồi bây giờ chúng ta xuất ra hình chiếu E luôn, chiếu E, ok nó bắt tâm ở đây này, bắt qua tâm này thì phải, qua tâm này xem đâu đó nhỉ, ta xóa đi rồi chúng ta làm lại này, ta chọn vào tâm của thằng này này, rồi kéo ra đây, xong lại kéo ra đây nhỉ, rồi xóa đi, mình đảo chiều làm lại xem sao, mình
Ok, không được thì các bạn tạo ở đây một cái void. Các bạn tạo ở đây một cái void luôn. Ra đây nhỉ. Ok, mình xóa hai này đi. Xóa. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái đường line vào đây. Mình tạo đây xem sao. Ok. Rồi sau đó các bạn cần các bạn di chuyển nó về. Về tâm thì nó lại không chịu à. Ok nha. Rồi ok, các bạn cầm các bạn di chuyển về gần tâm thôi cũng được, không nhất thiết. Rồi đó, các bạn xuất cho mình cái hình chiếu EE. Ta kéo lên đây luôn đi, quan sát. Rồi đây là hình chiếu E nhé, các bạn quan sát trên này này. Rồi các bạn click chuột phải giống như mình đã làm video trước ấy. Break alignment, các bạn kéo vào đây. Rồi các bạn quan sát này, tương đối ổn đúng không? Tương đối ổn so với cái hình chiếu thực của chúng ta thì tương đối ổn. Rồi tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo là hình chiếu F. Hình chiếu F. Chiếu F là hình chiếu từ góc này nhìn qua. Đúng không? Từ góc này nhìn qua. Tương tự các bạn tạo cho mình một cái sketch. Để bắt ngay tâm của này đi. Tâm này. Ok. Rồi chúng ta chiếu lên đây đi. Rồi chúng ta chiếu lại. Đó, các quan sát hình chiếu của ta cũng là tương đối ổn đúng không? Đây mình sẽ di chuyển bọn này đi vô để mình kéo hình F đi vô. Đó, đó, ok, tương đối ổn đúng không? Tương đối. Rồi ok. Vậy là video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn với các bạn, mình đã chia sẻ với các bạn là về cách mà mình thực hiện cái bài tập này. Rồi bài này thì khá là dài đây, bài này thì tương đối dài. Ok, và nếu có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn làm thêm bài tập này. Ok. Rồi, file PDF, link bản vẽ và file PAC. File bao gồm file SolidWorks và file step mình để ở dưới phần link mô tả của video. Rồi ok, gặp lại các bạn ở video sau.